Đấy các bạn thì tôi ươm kỳ thì đấy có hai loại, một là cái này nó cắt từ trước Tết này, cái này thì tôi không không bôi keo đèn sẹo và để nó khô tự nhiên, cắt từ trước Tết đấy. Thì cái này là chủ yếu của các cái rừng, và đây thì cũng bôi keo đèn sẹo. Cái này thì tôi quy trình tôi cắt từ đầu đến đến khi thế này, đằng sau tôi xếp vào đây đấy, thì các bạn cùng xem. Và quá trình trồng lan thì tôi cũng khoe các bạn là ba cái giò hoàng phi hạt. Như những cái này nó cũng bắt đầu lên một rồi này, tôi xếp vào đây sơ dừa và cái vỏ vỏ thông và than. Đấy các bạn thấy hoa rất đẹp, cái này nó phải trên 40 cm. Thế thì tôi làm ba giò, tất nhiên là những cây như cái này, cây này nó dài phải hơn 50 cm. Các bạn thấy hoa nó cũng rất là đẹp. Đấy nó vẫn còn đang nụ. Thì cũng có thể có các bạn là hỏi thì cứ mỗi giò này là 250.000. Đây tính là giò một này nở hoa sớm hơn này. Giò hai là chậu này, giò một này, giò hai này. Giò ba là cái chậu con kìa. Ê, nhưng mà gửi cái này bây giờ đóng chắc là phải nót bông vào cái hoa, không nó cũng gãy, cũng có thể là gãy. Tất nhiên nếu bạn nào thích vì cái thân này nó rất to dài. Ê, các bạn nhiều khi mua những loại thân to dài thì không biết là có nó là có. Ê, như để trồng là chẳng hạn như sang năm nó lên. Ê, chơi năm tiếp theo. Ê, cái này mà vặt lá đúng thời điểm là nó sẽ có thể nở vào dịp Tết, nó cũng như là cây mai, nếu bạn vặt đúng thì bây giờ ngoài Tết là nó mới nở. Do là không vặt lá, tôi mua về tôi trồng lá đấy, đấy nó cũng lên một này. Ê, như cái đây nó cũng lên một này, cái này nó cũng đang lên trong này. Ê, thì một số gốc mùa này bắt đầu nó lên đấy, chả biết nó xanh xanh như này không biết phải không. Đấy thì có ba ba cái giò, cái này thì phải đến 60 phân, cái này khoảng hơn 40 phân, cái này cũng dài này. Nó dài nó to nên tôi để có mấy thân, 2, 4, 6, 7 thân. Đấy như các bạn thấy hoa nhá, nụ đầy. Thì cái này là trồng để sang năm này, chẳng hạn mình biết kinh nghiệm mình trồng sang năm, khi mình trồng nó lên mình uốn theo đúng cái từng cái thân nó ra thì nó hoa, nó nhìn một giỏ hoa rất là đẹp. Đấy thì cũng có thể khi mà tôi quay các bạn hay hỏi hỏi có bán hay không hoặc cái nào đấy, thì chẳng hạn như này mỗi giò này là 250.000, như cái này nó nhiều thân này, cái này thì tôi cứ để đại thôi. Còn tùy. Còn bây giờ mời các bạn xem tôi ươm kỳ. Các bạn thân tế mến thì Tết đã qua rồi, thì bây giờ thì tôi cũng định ươm một số cái kỳ. Thì đây là cái cây thì tôi vẫn buộc riêng vì những cái này là của cái cây dòng tum rông. Còn đây nha các bạn thấy tôi để kỳ rừng. Cái rừng này thì tôi cắt, tôi cứ để xếp vào đây thì chưa biết nó lên như thế nào. Ở đây mấy cây này thì tôi cũng sẽ cắt tôi làm kỳ. Thì mình cứ ươm lên nó lên được cái nào thì lên, thì cũng mời các bạn theo dõi. Thì những cái này là cái thân của rừng, nghĩa là nó không còn mầm tơ. Những cái gốc này thì bây giờ mình để đấy nó không chảy, có khi mình cắt ra để mình ươm. Với đây nữa tìm một số cái trong đây nữa, đây tôi để rất là nhiều. Đấy, nhưng mấy cái này chắc là cũng nhặt rồi thì ươm. Còn những thân thằng nhỏ nhỏ này thì để đây chả biết nó đã lên là cái nào chưa. Đây những cái mẫu to to này. Những mẫu to to này thì cắt mình ươm. Thấy thân dập gãy. Đấy, cái này to, nù. Cái này là của con kiến này. Nù nó to. Còn mình cứ để mà ở đây nó cũng có một cái lên này các bạn này, một cái cây này nó lên kỳ này, thân dài đấy các bạn thấy chưa, nó có cái kỳ này. Đấy các bạn thấy chưa, kỳ tự nhiên, cây này thân như thân cái trúc này đấy, nó có được hai cái này các bạn này. Các bạn thấy chưa? Đấy, nên tự nhiên.
Thôi thì cứ để nó đây. À chắc tôi tí tôi buộc sơ dừa vào cho nó. Cái này chắc phải buộc sơ dừa. Ừ, còn mấy cái gốc nhang này chắc cũng buộc lên này. Cho nó lên hay không thì không biết. Cái này chả biết là cái kiểu gì đây. Đấy thì cũng cứ cắt rẽ bỏ lung tung này. Còn như những cái này thì nó khô là chỉ vấn đề không. Nó bị không có cái thân tơ. Cái này dòng thân nhỏ tí này. Đấy. Thì cứ vất một túm ở đây chỉ biết nó. Đấy thế là có một cái kia có kia để tí phải buộc. Cái thân này để đây lên đây này. Thì mình trồng cũng chưa có kỹ thuật lắm nên là đây hình như phải cái này phải không? Đợt trước tôi buộc cái dây vào đây là đây nó có trong cái đây là cái gì nhỏ này. Như đây cũng được một cái này. Hay có các bạn thấy chưa? À đây này cây cây trúc mành bỏ đây nó lên như cỏ này các bạn này. Đấy trúc mành con tum đấy nó lên như cỏ. Cái bữa trước mấy cái vụn vụn tôi vứt ở đây nó lên này. Chắc để tí là chẳng trồng nữa này. Để nó để trồng. Gọi là trúc mành. Đấy, thế là trồng nó lên như cỏ này. Còn mấy cái kiến ESO này tôi chưa trồng. Nười bác chưa trồng. Nhưng mà nó, cái này không phải chết mất đây. Cái này thì khả năng xanh này. Mấy kiến ESO chưa trồng. Đây mấy cái kiến ESO này. Đây thì các bạn thì tôi nhặt thêm mấy cái này đây. Ừ, thì về phương pháp thì cũng phương pháp tôi ươm thì tôi cũng dùng dao nam tôi cắt nó ra. Thì các bạn thì bây giờ thì chắc mình cứ cắt một đoạn này. Thì mình tôi cũng có thể tôi cắt cái dài cái ngắn đi. Để mình nghiên cứu cũng chả có nghiên cứu mà để nó có kinh nghiệm. Nên là đốt nó ngắn ngắn thôi, cắt hai mắt một để mình xem cái mức độ. Cái mắt của nó rất là to nè các bạn. Các bạn cái kia mà nó mọc ở cái cây này thì tôi đem tôi buộc sơ dừa vào đây. Cái bên này các bạn thấy nó bé tí thì mình buộc cái mảnh nhỏ. Thôi thì mình cứ buộc đây nó lên nào lên. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa cái kỳ ê... Đấy các bạn thấy kỳ này thế mình buộc mình treo nó lên tôi để lên gác nó lên đấy để sau các bạn theo dõi thôi kì. Thì ơi mình cứ để đây trong cái môi trường của nó đấy để ở đây còn những cái này khi nào nó mọc lên thì lại đấy, chẳng biết những cái đây nó là cái gì tôi buộc vào đây cho nó ẩm muốn nó hỏng mất biết nó lên nào cái này cái kiến xanh nét này mình phải gác lên trên này. Nó phải gác một số lên trên không nào.
sọ lắm. Ừ, còn đây là cái kiểu tua tôi trồng sơ sơ vào đây. Thấy nó cũng tốt rồi, chắc phải treo nó lên. Chưa thấy nó lên đấy, cho vỏ vỏ cho than vào thôi. Đấy, các bạn còn cái kia hôm trước tôi buộc lên nó ra rẽ này. Vừa lan rất là ôi giờ thì mình trồng theo kiểu mình thích. Cái thân này là xanh này các bạn này. Thân này dạng như thân xanh sạch này. Nhưng mà nó chả có mầm nữa thì nó gãy. Các bạn nhìn thấy cái vỏ nó trắng không tì vết. Tôi cứ vứt ở đây nó lên là cái nào nó lên. Giờ tôi sẽ chấm cái keo nền sẹo. Thì đây thì như các cái này mình cái keo nền sẹo, keo nền da này này chấm để làm sao để cho nó các cái đầu đây này nó khỏi bị ngấm nước vào. Ở đấy thì tôi biết thế nào thì tôi ấy. Và sau đó chắc là những cái này tôi sẽ nhúng một cái dịch kiwi xanh mình pha nước nặng loãng đấy. Thì như các bạn nào mà chơi na thì thường biết là cái duy đỏ, cái duy xanh gì đấy. Tôi thì bây giờ tôi cũng mới dụng thì mình bôi keo nền sẹo xong mình chắc mình ngâm hình như là cái anh Hà mà kênh Hoa Lan TV thế nói là ngâm trong cái duy xanh là mấy phút rồi đấy. Đây nữa các bạn. Đây các bạn thì cái kia thì tôi đã bôi keo liền xẻo xong. Các bạn thân mến thì để ươm kia thì bây giờ mùa ươm kia thì tôi ươm này thì cũng chia sẻ nên các bạn cùng tham khảo. Ừ, thì đây là kia tôi cắt rồi, còn quá trình tôi sẽ các bạn sẽ xem tôi sẽ xếp vào đây. Xếp vào đây và mời các bạn xem quá trình tôi thực hiện. Đấy còn một số kia kia nữa. À, một số thân nữa đấy thì cái kia là tôi cắt từ trước Tết, cắt ngắn là để nó khô tự nhiên. Ở đây các bạn thấy nó khô tự nhiên tôi không bôi keo, còn cái đây thì tôi cắt tôi sẽ bôi keo thì các bạn theo dõi tôi làm. Còn hôm nay thì tôi đã nhận khi người ta nói là cái gì viên sơ dừa này để gọi ươm hạt giống, cái này mua 1.000 một viên và gửi về đây như tôi mua 100 viên này tiền ship 30.000 thì mua cái này hình như mua tận ngoài Hà Nội thì người ta bán thì mình mua thôi gửi theo cũng như tôi chia sẻ nan đấy. Nhưng mà khi các bạn ngâm nước nó nở như thế này thì không biết là chắc là ươm kiểu gì thì tôi đang cũng thử thử thôi thì nhưng mà riêng về cái ươm trên cái sơ dừa này thì tôi sẽ làm video sau. Còn bây giờ mời các bạn xem tôi từ quy trình từ khi cắt cắt cái này xử lý và xếp vào đây đấy, xin mời các bạn. Đấy các bạn, thực tế thì tôi chỉ xếp vào cứ xếp vào đây thôi, nó lên nào lên thôi. Xong sau tưới phun, chắc là tưới dùng cái bình xịt đến ta xịt nên như thế các bạn cùng xem. Đây các bạn, còn lại cái số này thì tôi cho đây là dưới là bằng than này và cái sơ dừa thì tức phân thì tôi cũng chưa cho thôi thì để nó nếu nó lên thì mình cho phân. Còn đây thì những cái này tôi vứt lung tung đây thì các bạn nào quan tâm thì có thể theo dõi xem là cái quá trình phát triển nó như thế nào. Thế là tôi nào hay khai một cái khay vào cái khay đỏ cơ, một cái này thì tôi tận dụng hộp xốp thì đúng ra là mình chơi nan thì mình trồng nhưng mà mình cũng
những cái nào mình tiết kiệm nhất, tận dụng đỡ tiền này. Mua các cái hộp cái khay, và cái điều quan trọng là mình chơi mình trồng mình nó nên là được bằng chính quá trình mình trồng, mình cảm thấy là mình cũng có niềm vui. Các bạn thấy mấy cái này thân xanh ngát, thì cái này chủ yếu là thân của cái rừng, thân gãy dập thì tôi cắt đây, chứ nó không có một giống loại hoa cụ thể nào. Đây thì tôi chủ yếu tôi trồng các cái cây rừng. Thì các bạn là theo theo dõi quá trình nó sẽ lên như thế nào. Đây cũng có một cái này chấm keo lên sẹo. Thì cả cái thân mà nó lên hoa thì tôi cũng cắt, có một số cái nó cắt lung tung đây. Những cái này chưa. Phần sông xanh ngát này. Đây, các bạn thấy hay không? Người ta làm một cái túi màng mỏng này, người ta cho người nó nén. Đấy thì tôi đã trồng xong cái này. Thì tiếp theo thì các bạn có thể xem những cái tiếp theo tôi sẽ làm, tôi ươm vào cái cọc sữa dừa và quá trình quay cái phát triển của nó. Thì cái này thì chắc là cũng chỉ mình đóng vào đây thôi. Như nếu cái ươm một cái này thì chỉ được một cái, một mắt, chứ cho hai mắt thì có khi là nó toi lên thì cũng chưa hiểu nào. Thôi thì cứ để đấy nghiên cứu đã. Đấy thì một cái khay đây và một khay tôi đã để lên kia, tôi để lên chỗ đây. Thì video này tôi làm đây là kết thúc, và xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.